Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với Thư viện Lập trình trong chủ đề chia sẻ kinh nghiệm thực tế Thì cái chủ đề của cái video này là cái chủ đề mà khá là nhiều các bạn mới học lập trình vào khá là quan tâm Các bạn làm theo các bài học liên quan tới HTML và CSS Các bạn chạy thử những cái file đó và các bạn luôn thắc mắc làm sao có thể đổi cái file gì đó thành cái http rồi theo cái tên miền chạy vân vân nói chung là các bạn đang đặt một cái câu hỏi mà như của cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là làm sao để đưa một cái website hoạt động trên internet Thì mình khẳng định lại đó là từ các cái video liên quan tới cái tính tới cái thời điểm hiện tại trong các loạt video dạy về lập trình web chúng ta chỉ mới bắt đầu học những cái vấn đề khá là cơ bản các bạn chưa có đạt cái level để mà Uh, xuất bản một cái website lên internet đâu uh, tuy nhiên tôi thấy cái chủ đề này nó khá là riêng, uh, nó là một cái phần hoàn toàn khác đây là một phần liên quan tới xuất bản nội dung cho nên là tôi làm luôn cái video này tại vì cái chủ đề này sẽ phải có khoảng từ 3 tới 4 video thôi thì uh, nó sẽ tập trung bao gồm tất cả những cái vấn đề liên quan tới việc mà làm sao để các bạn có thể đưa một cái website lên internet thì trong cái nội dung video số 1 này các bạn sẽ được, chủ yếu là các bạn sẽ được uh, đặt tới một số cái định nghĩa mà hiểu và cái cách mà một cái website nó hoạt động trên internet như thế nào nó cũng cũng na ná như là cái video cái video đầu tiên của cái loạt liên quan tới lập trình website tôi có giới thiệu tuy nhiên ở đây tôi giới thiệu nó hơi uh, nó, nó hơi thiên về cái hướng là uh, các bạn hiểu các cái vấn đề mà các bạn sẽ được tương tác tới hơn còn cái nội dung mà tôi giới thiệu ở trong cái video 1 của cái phần lập trình website thì nó mang tính chất là nó hướng tới cái uh, cái nội dung tổng quát cái cách hoạt động tổng quát để nhằm phục vụ cho các bạn viết code tức là tức là cái phần này để phục vụ cho các bạn setup cài đặt để có website chạy còn cái phần kia phục vụ cho các bạn cái cách để code làm sao tương ứng với cái cái kịch bản mà chúng ta có thể nắm bắt được ok thì, chúng ta sẽ trước tiên thì các bạn cần phải tắm một số cái khái niệm liên quan tới cái vấn đề xung quanh cái vấn đề mà cái một cái website hoạt động trên internet thứ nhất là cái tên miền hay còn gọi là cái domain thì tên miền đây chính là cái mà ví dụ như là thư viện lập trình edu vm ví dụ như là vnexpress net ví dụ như là google.com ví dụ là youtube.com vân vân đó là những cái tên miền tên miền đó là đại diện cho cái, cái website của chúng ta và nó là cái tên miền tồn tại duy nhất không bao giờ trùng lại trên toàn toàn internet các bạn chú ý nha và cái thứ hai một cái khái niệm khác là cái IP hay là viết tắt của chữ Internet Protocol tức là giao thức Internet thì IP ở đây các bạn có thể hiểu như là đây là một địa chỉ một cái địa chỉ của một cái thiết bị đang hoạt động trên Internet và cái địa chỉ này là duy nhất của thiết bị đó đây, các bạn hiểu nha IP là cái địa chỉ của cái thiết bị đó hoạt động trên Internet và đó là con số duy nhất của cái thiết bị đó không có cái thiết bị nào có cái IP đó trùng lại một lần nữa ok rồi chúng ta có một cái khái niệm khác đó cái chữ DNS đây là viết tắt cái chữ domain name system ờ, DNS ở đây có nghĩa là các bạn cái dịch cái tiếng Việt thì các bạn có thể hiểu đó là hệ thống phân giải tên miền phân giải tên miền ở đây có nghĩa là sao thì ừ, tôi lấy ví dụ như là ở trên internet nha cái cách hoạt động của cái từng phần tử đó là dựa vào cái địa chỉ của cái máy tức là cái IP chứ không phải là tên miền ờ, tên miền là một phát minh một phát minh của con người nhằm cho cái việc mà gọi tới một cái website, một cái hệ thống đó, nó đơn giản và nó gần gũi với con người hơn rõ ràng là cái việc nhớ một tên miền và nhớ một cái đống ip như thế này thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều do đó do, do đó mà cái hệ thống dns này có nghĩa là một cái hệ thống danh bạ dùng để map liên kết tên miền nào nó sẽ trỏ vào cái ip nào các bạn hiểu nha đây là dns cơ bản nó như một cái danh bạ dùng để uh, 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 cha cú gần tên miền nào nó sẽ tương ứng với cái IP nào đấy các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi tới một ba cái khái niệm cuối cùng ba khái niệm này nó nó chung một cái vấn đề nghe. Tôi đáng lý tôi nên sắp là server với hosting nói chung thì server ở đây các bạn server các bạn thường hay nói tiếng việt là máy chủ hay đơn giản như server là một cái máy tính nó tương đối có cấu hình mạnh và nó có cái đặc thù riêng của nó mục đích của nó là dùng để làm máy chủ và trong cái vấn đề website ở đây là server là cái máy để lưu trữ cái code và nội dung của website của chúng ta thì thông thường cái server này nó phải có một cái ip riêng và cố định ok tức là nó phải có cái internet protocol này nè cái ip này nè nó phải có một cái ip riêng và cái ip đó nó cố định đó. và chúng ta hay thường gọi đó là ip tỉnh tức là ip đó nó cố định luôn ok rồi cái web server Web server ở đây rồi các bạn, các bạn chú ý nghe, chúng ta server nó khác với web server nha. Web server ở đây là chúng ta đang nói tới một cái phần mềm được cài đặt ở bên trong một cái server và phần mềm này nó làm nhiệm vụ dụ là nó quản lý cái việc mà lưu trữ cái website của chúng ta, cung cấp các cái dịch vụ liên quan tới website, tức là từ bên ngoài truy cập vào nó thì thông qua cái web server này nó sẽ cung cấp các cái nội dung liên quan tới website của chúng ta, các bạn dễ hiểu nha. Hoặc cái web server mà các bạn thường hay phổ biến nhất là chúng ta sẽ có IIS và Apache IIS dùng cho các cái web liên quan tới uh, CSAT ví dụ như là ASP.NET, MVC vân vân và cái Apache là dùng cho các cái web chạy PHP đó là đây là hai cái phần mềm tương ứng trên Windows và trên Linux nha phần mềm đây là web server trên Windows và đây là cái web server trên Linux Đấy, thì đây chỉ là một tên của một cái phần mềm thôi, người ta gọi nó là web server. Rồi cuối cùng là cái khái niệm liên quan tới hosting. Hosting ở đây là cũng nó cũng như là cái server, tuy nhiên hosting ở đây chúng ta đang nói về một cái dịch vụ cung cấp một cái vùng nhỏ ở trên cái server đó để làm dịch vụ lưu trữ website. Thông thường thì một chi phí để đầu tư một cái server nó tương đối lớn, tầm từ thấp lắm cũng từ vài ba chục triệu cho tới vài trăm triệu cả tỷ cũng có. Do đó mà với một cái nhu cầu nhỏ một cái website bán hàng chẳng hạn hay là một cái giới thiệu công ty nho nhỏ thì chúng ta cần rất là ít cái 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 tài nguyên do đó chúng ta đầu tư nguyên cái server như vậy là nó hơi gọi là nó rất là điên khùng và lãng phí do đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu dịch vụ hosting thì hosting ở đây là do một cái tổ chức mà, gọi là họ có một cái server riêng khá là lớn và họ chia nhỏ cái server nó ra thành từng cái mảnh nhỏ 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 và họ cho thuê thì từng mảnh nhỏ nhỏ như vậy ta gọi là một cái hot và cái dạng thuê như cái dạng dịch vụ như vậy chúng ta gọi cái dịch vụ đó gọi là hotting các bạn chú ý ha hosting thì đó là một hai ba bốn sáu cái khái niệm mà tương đối quan trọng mà các bạn cần phải nắm trong cái việc mà chúng ta setup và cài đặt làm sao có một cái website chạy trên internet ok thì thông qua sáu cái định nghĩa này chúng ta sẽ làm quen với cái mô hình này các bạn chú ý ha Thì ba cái mô hình này tôi sẽ chỉ gói gọn lại còn lại ba đối tượng thôi chứ không có phức tạp và chi tiết như cái trong cái video 1 của cái phần lập trình web mà tôi đã từng nói. Tại vì video đó tôi càng các bạn hiểu rất là chi tiết để nhằm mục đích mục đích là chúng ta phục vụ cho cái việc viết code cho nó chính xác. Ở đây là tôi đang mô tả một cái kịch bản hoạt động dựa vào các thông tin liên quan tới DNS server và cái phần ảnh của người dùng. Thì cái bước đầu tiên khi chúng ta gõ một cái địa chỉ ví dụ như là thư viện lập trình edu vn thì cái bước đầu tiên là cái trình duyệt của chúng ta cái máy tính của chúng ta đó nó sẽ gửi một yêu cầu lên một phần máy chủ dns máy chủ dns là cái nơi lưu trữ danh bạ để tra cứu là nơi mà chúng ta sẽ biết được cái tên miền nào nó ứng với cái ip nào và cái cái bước thứ hai đó là chúng ta nhận về cái kết quả ví dụ như chúng ta nhập thư viện lập trình edu vn trình duyệt của chúng ta gửi cái yêu cầu lên máy chủ DNS hỏi ờ à, cái IP nào tương ứng với cái tên miền này và cái máy chủ DNS nó trả về cái IP cho cái trình duyệt của chúng ta sau đó trình duyệt của chúng ta sẽ làm thêm một bước là cái IP tức là cái địa chỉ là địa chỉ của cái server do đó nó sẽ gửi cái yêu cầu lên server thông qua cái địa chỉ đó và lúc này cái server nhận được yêu cầu thì trả lời cái kết quả là cái giao diện cái website của cho chúng ta tức là nội dung html gì đó OK, thì đây là cái kịch bản kịch bản xảy ra uh, nhìn một cách tổng quát. Đấy, thì nội dung của video này tôi sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn hai cái mục chủ yếu là ở chỗ phần DNS này và phần server này. Đấy, nhưng mà cái video một này chúng ta chỉ có gọn chỉ bấy nhiêu đây nội dung thôi và chúng ta sẽ tổng kết lại như sau. Chúng ta cần có domain và server. Tối thiểu cần có domain và một cái server, tức là nơi lưu trữ website. Đó, để chúng ta có thể up một cái website lên internet như vậy thì làm sao chúng ta sở hữu một cái domain một cái tên miền dĩ nhiên là các bạn cần phải mua nó và cái giá một cái tên miền quốc tế dạng .com hiện nay có giá cũng tương đối là rẻ chỉ khoảng 200 ngàn một năm thôi các bạn chú ý nha, tên miền và server và hosting thì thông thường là các bạn thuê theo thời gian chứ chúng ta không có sở hữu luôn nha trừ khi các bạn mua hẳn một cái son server thì các bạn sở hữu nó luôn Tuy nhiên khi mà các bạn mua một con server thì sẽ gặp ra thêm một cái vấn đề là các bạn cần phải thuê chỗ đặt ờ uh, tức là một cái nơi mà có hệ thống mạng băng thông rộng khá là tốt để có thể đặt server thì chúng ta sẽ mua một con server kiểu vậy ở đây chúng ta toàn là những người các bạn mới học thôi các bạn sẽ tập trung ở chỗ hosting tôi sẽ tập trung sâu ở chỗ hosting này tuy nhiên tôi sẽ nói vào các phần cấu hình server luôn từ từ các bạn sẽ được học thì ở đây tôi đã nói rồi mình để sở hữu tin miền các bạn cần phải mua thì hiện tại các bạn có thể là ba việt nam hoặc là mắc bảo thì đó là hai nhà cung cấp tên miền và hosting khá là tốt ở cái việt nam này thì sau khi chúng ta có mua được cái domain rồi á thì chúng ta sẽ được cung cấp một cái tài khoản một cái mật khẩu để đăng nhập vào một cái máy chủ dns và cấu hình các cái thông tin cho cái tên miền của chúng ta tức là chúng ta sẽ cấu hình rằng cái tên miền này sẽ trở về ip nào vân vân và chỗ đó nó thông qua một cái chỗ quản lý chung gọi là máy chủ DNS và máy chủ DNS này nó sẽ là cái phần một phần trong dịch vụ của cái nhà cung cấp tên miền cho các bạn sẽ cung cấp cho các bạn, ok các bạn có thông tin tài khoản và mật khẩu riêng của mình để setup cài đặt các thông tin cho tên miền của chính mình, ok rồi cái phần thứ hai để có được hosting hoặc là super ở đây tôi liệt kê cái ba bước thực tế là các bạn sử dụng bước số 2 ok tức là bước thiết của chúng ta mua hẳn một cái máy tính khá là mạnh rồi tìm chỗ thuê nó mà đặt kiểu như vậy và sau đó chúng ta sẽ tự setup rất là nhiều thứ. thêm cái bước thứ hai đây là thuê dịch vụ host được cung cấp như mà tôi định nghĩa lúc nãy thì cái khi mà chúng ta thuê kiểu này thì đây là một nhà cung cấp hosting họ cài đặt sẵn tất cả mọi thứ liên quan tới cái web server cho mình rồi mình chỉ việc sử dụng thông qua cái giao diện quản trị mà họ cung cấp chúng ta gọi là nếu mà các bạn mua hot tin LineNet đó, đó, thì chúng ta sẽ có cái control panel để mà thao tác cái việc mà upload code lên cái web đó, rồi cài đặt tên miền như thế nào rồi sau đó cái website sẽ chạy. Còn mà chúng ta mua một cái Windows hot tin, chúng ta sẽ được cung cấp một cái giao diện được gọi là cái Flash flash panel. nếu dùng được, nó cũng có cái công năng tương tự là dùng để quản lý code, upload code lên trên cái hot của chúng ta. Đấy, và sau đó chúng ta cài đặt tên miền như thế nào đó rồi sau đó chúng ta sẽ chạy. Thì nhìn cơ bản là như vậy. Thì rõ ràng ở đây chúng ta sẽ có hai cái nội dung lớn đó là cái nội dung liên quan tới cấu hình DNS và nội dung thứ hai là làm việc với server. À hai cái nội dung đó tôi sẽ được tôi sẽ trình bày cho các bạn ở trong cái phần video 2 hoặc là video 3. Cụ thể hơn là trong cái video 2 này tôi sẽ tập trung cho các bạn liên quan tới việc cấu hình DNS và ngoài cấu hình DNS cấu hình DNS ở đây là tôi sẽ chạy hai thứ là các bạn cấu hình thực lên cái máy chủ DNS thực của một cái tên miền thực nó như thế nào và tôi sẽ dạy cho các bạn cái cách mà làm giả một cái cấu hình DNS trên máy tính của các bạn để mà các bạn có thể chạy bất cứ tên miền nào ở trên chính cái máy tính của mình đấy um, khi vào thực tế các bạn sẽ hiểu đây. và tôi đã uh, uh, dự định trước tới cái phần video thứ ba của cái loạt này á thì chúng sẽ dạy tới cái phần mà cấu hình liên quan tới cái máy chủ này, cái website hoạt động. Và cái phần này nó khá là phức tạp, tôi nghĩ là nó sẽ lại chia ra làm hai video. Do đó à tôi mới nói cái chủ đề này các bạn sẽ phải có tới bốn video để kết thúc. Rồi, thì nội dung của cái video này chủ yếu là có bấy nhiêu đấy thôi. Chủ yếu là các bạn cần phải nắm rõ cái đây, nắm rõ những cái thông tin này, những cái định nghĩa này nó rất là quan trọng và các bạn phải hiểu rằng các bạn cần phải sở hữu một cái domain, sở hữu một cái hosting. Đấy để mà có thể up được cái website của mình và cho nó hoạt động trên internet. Rồi cái cách cài đặt qua cấu hình domain như thế nào, cách cấu hình hosting như thế nào, tôi sẽ nói trong những cái video tiếp theo. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.